dẫn, linh hoạt, dí dỏm, dễ hiểu. Đón xem Cái Lý Cái Tình. Chị Bảy, làm gì là em thấy làm như có cái chuyện gì á nha. Sáng giờ em đi qua đi lại nhà chị hai quận rồi đó, mà em thấy chị sàn qua cái cây này, sàn qua cây này, chị đi qua đi lại đây rồi cái đứng lại, tính làm hòn giọng phu hả? Không có. Có chuyện gì hay là anh Bảy anh có làm gì chị buồn hay chị giận hay là sao chị lo lắng? Em thấy chị thái độ chị không bình thường đó, có cần gì nói em giúp cho. Không có cần gì hết trơn á. Không thiệt ha. Vậy thôi em đi. Ê, nói nghe nè. Mà nói thiệt chứ chuyện này hỏi sao thấy ngại quá. Thôi kệ, biết cái gì thì thằng Hàn nhớ giải thích cho chị cái đó nha. Bây giờ bộ không có bồ hả? Không phải, là cái chuyện giấy tờ đất đai. Không biết làm sao mà cái ông Bảy nhà này nè, tao nói không biết ông làm cái giấy tờ đất đai kiểu gì mà tao nói cái thủ tục bộ như nó nhiều khê lắm hay gì á, mà tao nói ông cứ đi tới lui tới lui tới lui hoài luôn mà không biết tới giờ giấy tờ cũng chưa xong. Không không, cái vụ gì chứ cái vụ giấy tờ ở trên xã mình là chị yên tâm đi, không có cái nhiêu khê đâu ha, đâu ra đó đàng hoàng ha, tùy theo hồ sơ mà người ta trả kết quả đó, nhưng mà trả kết quả là phải có hẹn có ngày có giờ đàng hoàng chứ không có khơi khơi à. Ủa chứ sao kỳ vậy? Sao mà giấy tờ đất đai của nhà này làm á, tao nói hẹn hoài à, tao nói hết gửi lên xã, xã nó giao một tháng trời, xong bắt đầu nó chuyển lên, nó nói nó chuyển lên huyện đã luôn, tới giờ không thấy giấy tờ. Ê, có khi nào là do đất đai của nhà chị có khúc mắc gì đó? Bảy có nghe nói gì vụ đất đai nhà chị không? Cho nên nó mới khó khăn vậy không? Hôm trước em có nghe anh Bảy nói là chuyển nhượng sang đất đai gì đó đúng không? Đúng đúng. Mà cái chuyện đó là em biết á, là giải quyết 80 đại dương rồi mà, chứ giờ đâu mà còn đâu mà chị hỏi. Cái gì mà 80 đại dương giải quyết xong luôn rồi hả? Trời ơi, xong rồi đời kiếp nào rồi mà. Nè, chuyện này không phải là chuyện giỡn nha, nói vậy rồi là về lục đục gia đình người ta nha. Không, cái này em nói thiệt, không phải chỉ riêng ở xã mình thôi. Chuyện này không phải chuyện giỡn nha, rõ ràng là giấy tờ chưa có xong nha. Ngày nào sáng ông cũng đi rồi tới tối tối ông mới về nha. Ông nói ông lên trên huyện ông chờ giấy tờ đó. Trời ơi, không phải đâu chị ơi, dù khi ông đi công chuyện khác á, chứ còn cái vụ mà giấy tờ á ha, là không phải chỉ riêng xã mình đâu, mà cả cái tỉnh Kiên Giang mình luôn. Cấp trên không có chấp nhận mà giải quyết trễ hạn cho bà con đó. Em nè, em bị hai lần luôn. Rồi sao? Em hẹn với bà con bị trễ ha, cái sếp em kêu lên, phải giải trình lý do gì trễ hẹn với bà con, rồi có hẹn lại lần hai là có ngày có giờ đàng hoàng giải quyết xong cho bà con ha. Ông không bao giờ mà chấp nhận mà để bà con đi tới đi lui, đi tới đi lui đâu, ông không chấp nhận. Ủa vậy là sao, rốt cuộc là ông Bảy nhà này ông đi đâu mà tới sáng đi tối về, sáng đi tối về vậy? Cách đây nói chung là cũng lâu rồi. Là ngày nào chị biết cái tiệm game mà kế trên xã mình không? Biết, kế cái quỹ ban xã mình luôn đó, coi như là tiệm game trước rồi tới quỹ ban xã đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tiệm bự nhất đó. Em đi làm là chạy ngang là thấy ổng trong tiệm game á. Mà không biết phải chờ đợi ai hay gì, mà chờ đợi thì ta ngồi quán cà phê, ngồi quán nước mía gì ta chờ đợi chứ, sao mà ngồi trong tiệm game đúng không? Nè 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 nè, đừng có nói cái kiểu đó mà cho xào xáo của nội bộ gia đình người ta nghe chưa? Nói vậy là thất đức lắm nghe chưa? Không có, em nói thiệt. Em thấy ngồi trong tiệm game mà, tại vì em không có tiện hỏi lối tới gì đó, em vô em làm gì hết. Trời ơi, không lẽ ông Bảy nhà này đầu hai thước tóc mà còn mê game hả trời? Trời ai biết đâu có chuyện. Ông về kìa, ông về kìa. Thôi em đi nha. Ông Bảy, ông đi chơi game về đúng không? Ai nói bà? Tháng đầu năm 2020, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận trên 35.000 hồ sơ, đã có 99,7% hồ sơ được trả trước và đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 0,3%, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đã giảm so với năm trước. Để khắc phục tình trạng hồ sơ còn trễ hẹn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cần có sự phối hợp giữa các đơn vị trong giải quyết hồ sơ.
đặc biệt là các cơ quan đơn vị cần tập trung đánh giá kết quả thu thập ý kiến hài lòng, nghiên cứu tìm hiểu để đề ra các giải pháp đối với những phản hồi chưa hài lòng của người dân tổ chức. Mỗi đơn vị cần nghiên cứu đề ra và thực hiện các giải pháp để nâng cao thực hiện công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện phương án tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của sở ban ngành, ủy ban nhân dân thành phố quyện, đồng thời triển khai kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Mặt khác, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến nhiều đối tượng, thường xuyên theo dõi, bám sát các thông tin phản ánh của người dân, báo cáo các nội dung về công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính, thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn. Ngoài ra, cần xây dựng giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khung pháp lý cho thanh toán điện tử, khuyến khích tuyên truyền người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ công đã được xã hội hóa.